Kính chào quý vị đang đến với bản tin tổng hợp của Hành trình Tương lai thứ Bảy ngày 3 tháng 9. Kính chúc quý vị một ngày mới vui vẻ và bình an. Và sau đây là bản tin trong nước. Trước tiên là điểm tin chính. Bác sĩ Nhật mổ mắt miễn phí ở Việt Nam được trao giải Nobel châu Á. Ảnh hãi hùng trên xe khách 46 chỗ nhồi nhét 71 hành khách. Vòi rồng cả ngàn mét hút nước ở Đồng Nai, nhiều bè cá lật úp. Mâu thuẫn đặt gạch mua bánh trung thu, nhiều người lao vào đánh nhau. Trường ở Hải Phòng dừng thu tiền xây trạm biến áp tiền tỷ, trả lại cho phụ huynh. Vì sao Đà Lạt ngập nặng, phố biến thành sông sau mưa lớn. Việt Nam xác nhận 42 ngư dân bị Malaysia bắt giữ. Phát hiện 40 người ngồi quán cà phê ở Việt Nam đánh bạc tại Campuchia. Ngăn chặn nhóm quái xế tụ tập, chạy xe tốc độ cao tại Quy Nhơn, Hải Hương. Xác minh thông tin hai sinh viên Nhật Bản bị chặt chém gấp 10 lần khi đi taxi. Du khách lội bùn dậy từ 2 giờ sáng ngắm biển vô cực ở Thái Bình. Sau đây là nội dung chi tiết. Trang AP đưa tin, mới đây, quỹ giải thưởng Raymond Magsaysay còn được xem là giải Nobel châu Á đã công bố 4 chủ nhân của giải năm nay, gồm 3 bác sĩ Campuchia, Philippines, Nhật Bản và một nhà hoạt động môi trường Pháp. Trong đó, bác sĩ nhãn khoa Nhật Bản Tadashi Hattori, 58 tuổi, được trao giải vì đã thực hiện các ca phẫu thuật mắt miễn phí tại Việt Nam. Quỹ Magsaysay Award đánh giá sự tận tâm của bác sĩ Hattori, nhấn mạnh rằng ông đã thể hiện trách nhiệm xã hội của mỗi cá nhân. Bác sĩ mắt Hattori Tadashi vào năm 2002 trong chuyến thăm Hà Nội đã thấy nặng lòng trước cảnh tượng nhiều dân làng Việt Nam bị mù do không được chữa trị. Sau đó, ông tiến hành gây quỹ, huấn luyện chuyên gia và tài trợ trang thiết bị chữa mắt cho các cơ sở chữa bệnh địa phương. Ông phát biểu, dù chỉ một mắt được chữa, người bệnh vẫn có thể đi học hay trở lại làm việc. Bản thân tôi không thể quay lưng lại đối với những con người phải đứng trước nguy cơ mất thị giác chỉ vì không có tiền để chữa trị. Trước những đóng góp của ông trong sự nghiệp, ông đã được Bộ Y tế trao tặng kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân vào năm 2007. Mới đây, Công an tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản vi phạm về hành vi chở quá số lượng hành khách theo quy định đối với tài xế Nguyễn Tấn Lợi, 36 tuổi, ngụ xã Đức Tân, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Với lỗi này, tài xế bị phạt 10,5 triệu đồng. Chủ phương tiện, nhà xe Thành Đạt bị lập biên bản về lỗi giao phương tiện cho người điều khiển chở quá người trên xe hơn 30 chỗ ngồi. Số tiền phạt là 10,5 triệu đồng. Trước đó, vào chiều ngày 1 tháng 9, cơ quan chức năng nhận tin phản ánh từ hành khách về việc xe khách của nhà xe Thành Đạt chạy tuyến bến xe miền Đông, Bắc Ruộc, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, nhồi nhét, chèn ép hành khách. Tiếp nhận thông tin, trạm cảnh sát giao thông Suối Tre đã tổ chức đón lõng. Đến hơn 16 giờ tại trên quốc lộ 1A, tổ tuần tra thuộc trạm cảnh sát giao thông Suối Tre đã phát hiện phương tiện trên nên ra tín hiệu tạm dừng để kiểm tra. Qua kiểm đếm số hành khách có 71 người, vượt quá số người quy định là 25 hành khách. Các hành khách sau đó được chuyển qua các phương tiện khác để kịp về quê. Tối mùng 2 tháng 9, đại diện xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, Đồng Nai xác nhận đã có một trận lốc xoáy trên địa bàn khiến một số lồng bè, gieo nuôi cá hư hại. Theo đó, khoảng 16 giờ 45 phút cùng ngày, tại khu vực lòng hồ Trị An xuất hiện một cơn lốc xoáy cực mạnh, hút nước từ mặt hồ lên cao tạo thành một cột nước khổng lồ. Một số nhân chứng cho biết lúc đầu vòi rồng nhỏ và thấp, tuy nhiên chỉ một lúc sau cột nước đã phình to và cao hàng ngàn mét, nối từ mặt nước lên đám mây lớn trên trời. Vòi rồng di chuyển vào gần bờ khiến một số lồng bè của người dân bị hư hỏng, lật úp. Theo thống kê ban đầu, trận lốc xoáy không có thương vong về người nhưng khiến một nhà bè tốc mái hoàn toàn, một ghe đánh cá bị cuốn mất, hai bè và hai réo nuôi cá bị lật. Trao đổi với phóng viên, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Đồng Nai cho hay, ở Việt Nam hiện tượng vòi rồng xuất hiện khá là hiếm. Còn ở Đồng Nai, vòi rồng to như vậy thì trước giờ chưa ghi nhận. Hiện các cơ quan chức năng đang xác minh, đồng thời kiến nghị hỗ trợ đối với các hộ dân bị thiệt hại. Vừa qua tại một tiệm bánh có tiếng ở phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng đã xảy ra xô xát giữa những người dân xếp hàng mua bánh trung thu gây náo loạn khu phố. Theo thông tin ban đầu, mâu thuẫn xảy ra khi một bên cho biết đã để giày dép xếp lốp, đặt gạch hay đặt chỗ từ trước nhưng lại bị bên kia đá đi mất để chiếm chỗ. Hai bên lời qua tiếng lại rồi sau đó lao vào ổ đả lẫn nhau bằng tay chân. Sau vụ việc, không có ai bị thương tích nghiêm trọng nhưng cả khu phố đã bị một phen náo loạn. Được biết, tiệm bánh ở Hải Phòng trên nổi tiếng về sản xuất bánh trung thu truyền thống nên dù chưa vào mùa trung thu nhưng lượt khách đến vào giờ cao điểm rất đông. Nhiều người phải xếp hàng cả ra phía bên ngoài. Nhiều khách hàng đến đây mua bánh chia sẻ mong muốn được thưởng thức hoặc làm quà đúng chuẩn hương vị bánh trung thu truyền thống nên đã không ngại nắng nóng, đứng chờ cả giờ đồng hồ. Tuy nhiên, hiện tượng chen lấn, tranh giành vị trí dẫn đến ẩu đả trên đã khiến hình ảnh ngày Tết thiếu nhi đã kém đi phần ý nghĩa.
Liên quan đến việc một trường trung học phổ thông vận động phụ huynh tài trợ xây trạm biến áp tiền tỷ gây xôn xao dư luận, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng vừa thông tin kết quả xác minh, kiến nghị xử lý đối với trường trung học phổ thông Lê Chân. Theo đó, tổ công tác xác định việc vận động tài trợ này phù hợp quy định nhưng công tác triển khai có một số vi phạm. Cụ thể, có 480 phiếu thu ghi trước ngày 22 tháng 7 là ngày Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ của trường. Như vậy, trường đã tiếp nhận tài trợ kiểu cầm đèn chạy trước ô tô khi chưa được Sở chấp thuận phê duyệt kế hoạch là sai với quy định. Ngoài ra, có 413 trên 497 chiếm 83,1% phụ huynh ủng hộ tài trợ cùng số tiền 1 triệu đồng một người. Điều này cho thấy có biểu hiện cao bằng trong việc vận động tài trợ trái với nguyên tắc được quy định trước đó. Sau khi xác minh, tổ công tác yêu cầu trường Trung học phổ thông Lê Chân dừng ngay việc triển khai thực hiện vận động tài trợ xây dựng trạm biến áp tại nhà trường, đồng thời hoàn trả 631 triệu 200 ngàn đồng đã huy động được từ phụ huynh và cán bộ, nhân viên nhà trường. Đồng thời, ban giám hiệu đứng đầu là hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm tổ chức làm rõ trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện việc vận động tài trợ xây dựng trạm biến áp. Báo VN Express đưa tin, cơn mưa nặng hạt dài khoảng 30 phút trút xuống thành phố Đà Lạt vào chiều ngày 1 tháng 9 đã khiến nhiều điểm ngập nặng, nhiều đoạn phố biến thành sông. Rất nhiều bạn đọc bày tỏ tâm trạng từ ngạc nhiên rồi đến thảng thốt khi chứng kiến sự kiện này. Một bạn đọc viết, lâu nay nghe tin Hà Nội thành Hà Nội hay Hải Dương thành Hải Dương, biển cả, thì ta thấy cũng bình thường vì Hà Nội đã từng là đầm lầy mà dấu tích để lại, còn Hải Dương từng là cửa biển. Nhưng nay nghe nóc nhà Đông Dương bị ngập thì thật là bất ngờ. Trong khi đó, một bạn đọc bức xúc, hết Phú Quốc, Vũng Tàu là hai nơi gần biển bị ngập, nay tới Đà Lạt, một vùng cao nguyên cũng bị ngập, không hiểu nổi. Vậy điều gì đã xảy ra ở thành phố cao nguyên Lâm Viên, một nơi du lịch nổi tiếng từ ngàn xưa với điều kiện khí hậu ôn hòa, thiên nhiên ưu đãi dịu mát quanh năm? Các kiến trúc sư và chuyên gia về môi trường cho rằng nguyên nhân là do mật độ xây dựng quá dày, phá vỡ quy hoạch, thiếu không gian cho việc thoát nước. Ngoài việc quy hoạch không tốt, kèm lượng mưa lớn, các nhà kính che diện tích đất khiến không đủ độ thấm khiến nước đổ thẳng ra suối tạo nên áp lực rất lớn cho hạ nguồn thành phố Đà Lạt. Đó là chưa kể lượng rác thải dân dụng và rác thải nông nghiệp vứt bừa bãi khiến cống rãnh bị đầy ứ, tắc nghẽn. Do đó, thành phố thường ngập cục bộ khi mưa lớn, ảnh hưởng cuộc sống của người dân. Bộ Ngoại giao Việt Nam mới đây xác nhận việc 42 ngư dân Quảng Nam đã bị cảnh sát biển Malaysia bắt giữ từ hồi tháng 6 vì bị cáo buộc vượt quá ranh giới cho phép trong khi đánh bắt. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho hay, trong 42 ngư dân bị bắt, có 5 người đã được trả tự do về nước hồi giữa tháng 7. Đây là các trường hợp thuộc diện trẻ vị thành niên và người có bệnh nền được phía Malaysia cho về. Đối với 37 ngư dân còn lại, bà Hằng cho biết đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đang theo dõi, giữ liên lạc thường xuyên với ngư dân cũng như liên hệ với các cơ quan chức năng của Malaysia. Vào tháng 6 năm 2020, tuần duyên Malaysia tuyên bố chính quyền Malaysia sẽ bắt giữ và buộc tội các ngư dân Việt Nam vì đánh bắt trái phép trong vùng biển của họ, chứ không thả như những lần làm trước. Theo một tổng hợp của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, công bố hồi tháng 6 năm 2022, tính riêng từ đầu năm 2022 tới thời điểm trên, cả nước đã ghi nhận 52 tàu với tổng cộng 453 ngư dân bị nước ngoài bắt giữ, xử lý. Trong đó chủ yếu là do Malaysia bắt giữ với 38 tàu và 367 ngư dân. Công an tỉnh Trà Vinh cho biết vừa phát hiện một tụ điểm đánh bạc qua mạng quy mô lớn, bắt quả tang 40 người, trong đó Nguyễn Ngọc Minh Phụng, 37 tuổi, chủ quán cà phê ở xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, cùng 4 đồng phạm đang bị xem xét vai trò tổ chức đánh bạc, 35 người khác tham gia đánh bạc. Thời điểm bị bắt giữ, nhiều người đang sát phạt nhau dựa trên kết quả trực tiếp của các sới bạc bên Campuchia, được phát trên hai màn hình TV lớn trong quán. Kiểm đếm tại hiện trường, công an thu giữ gần 200 triệu đồng, hơn 2.000 đô la Australia, hàng chục xe máy, điện thoại và các tang vật liên quan. Qua lấy lời khai, công an xác định tụ điểm này do Phụng tổ chức. Người này lập tài khoản trên mạng Internet, theo dõi và phát trực tiếp hình ảnh trường gà ở Campuchia thông qua hai màn hình TV lớn trong quán cà phê để khách tham gia sát phạt. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Báo Thanh Niên đưa tin, khoảng 1 giờ 45 phút ngày 2 tháng 9, lực lượng chức năng thành phố Quy Nhơn đã phối hợp bắt giữ hơn 40 thanh niên điều khiển mô tô và ô tô tụ tập chạy xe tốc độ cao trên quốc lộ 19B. Cụ thể, đã tạm giữ 42 mô tô và 1 ô tô. Trong đó, trên ô tô đang chở theo 2 mô tô đã được độ chế và một cây đao. Kết quả kiểm tra những thanh niên lái xe, có 2 người dương tính với chất cấm và 3 người vi phạm nồng độ cồn. Hầu hết các thanh niên tham gia tụ tập nói trên chủ yếu từ 15 đến 20 tuổi, đến từ các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Gia Lai. Trong khi đó, Công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương mới đây đã phát hiện lập biên bản 10 thanh niên đi xe mô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông như lạng lách, đánh võng, nẹt bô trên đường, có nồng độ cồn khi đang lái xe. Nhiều trường hợp không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm. Công an Hải Dương cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, địa phương đã tập trung xử lý gần 50 vụ với gần 200 trường hợp thanh thiếu niên có hành vi vi phạm pháp luật.
chủ yếu là các hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản. Trong đó, đáng chú ý là hành vi sử dụng xe máy mang theo hung khí nguy hiểm như tuyếp sắt, phóng lợn, lạng lách, đánh võng gây gổ, hành hung người đi đường. Nguyên nhân thường xuất phát từ việc giải quyết các mâu thuẫn ở các hội nhóm trên mạng xã hội hoặc các mâu thuẫn va chạm trong quá trình tham gia giao thông trước đó. Công an quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội cho biết đang vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin một tài xế taxi bị tố chặt chém 420.000 đồng tiền cước taxi của hai sinh viên người Nhật trong khi đồng hồ chỉ hiển thị 42.000 đồng. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin tố tài xế taxi ăn chặn tiền của khách người Nhật Bản. Theo nội dung đăng tải, vào 18 giờ ngày 31 tháng 8, hai sinh viên người Nhật Bản thuê xe taxi di chuyển từ một ngân hàng trên đường Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàng Kiếm đến phố Lý Thường Kiệt, phường Hàng Bài, quận Hoàng Kiếm. Dù đồng hồ chỉ hiển thị số tiền cước phải trả là 42.000 đồng, nhưng tài xế taxi bị tố đã yêu cầu hai người Nhật Bản phải trả 420.000 đồng. Thông tin tố tài xế taxi chặt chém này ngay sau đó đã thu hút sự quan tâm của độc giả. Nhiều người yêu cầu phải xác minh, xử lý nghiêm hành vi chặt chém du khách của tài xế taxi. Truyền thông trong nước đưa tin, cách Hà Nội khoảng 120 km, biển Quang Lang thuộc thôn Quang Lang, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Thời gian gần đây bất ngờ nổi lên thành một điểm du lịch mới lạ hút khách check-in. Biển Quang Lang nằm cạnh cửa sông Diêm Hộ, một nhánh sông nhỏ của sông Hồng. Đặc trưng của nơi này là bãi cát bồi màu nâu, có độ phẳng và trải rộng khắp trông như một tấm gương khổng lồ phản chiếu cảnh vật bầu trời. Sớm bình minh khi nước cạn, mặt biển tráng một lớp nước mỏng, chỉ xâm sấp mắt cá chân, trông như một tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời cảnh vật. Cũng bởi vậy mà nhiều du khách đặt tên cho bãi biển Quang Lang là biển vô cực và chia sẻ rầm rộ khoảnh khắc tuyệt đẹp tại đây trên các diễn đàn mạng về du lịch. Trong hai ngày vừa qua, tuy thời tiết không ủng hộ, nhưng du khách vẫn tìm đến rất đông để chiêm ngưỡng vẻ đẹp độc đáo của biển vô cực. Dự kiến những ngày tới đây, địa điểm này sẽ tiếp tục thu hút hàng nghìn du khách, các bạn trẻ đổ về để ngắm cảnh và săn bức ảnh đẹp. Tuy nhiên, để săn khoảnh khắc biển vô cực, ngoài lưu ý xem dự báo thời tiết, du khách còn cần dậy rất sớm và đi bộ vượt một quãng đường bùn lầy, trơn trượt dài khoảng 2 km. Sau đây là phần tin thế giới. Trước tiên là điểm tin chính. Trung Quốc phong tỏa thành đô, người dân tranh nhau mua đồ. Nghịch lý kinh tế Trung Quốc, tỷ giá nhân dân tệ lao dốc, xuất khẩu suy giảm, ngoại hối cạn kiệt. Trung Quốc tặng 150 ô tô hạng sang cho Bộ Quốc phòng Campuchia. EU tăng cường mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng dư thừa của Trung Quốc. Ukraine dùng pháo HIMARS giả, bẫy tên lửa tối tân của Nga. Nga nói Ukraine điều quân đến giành lại nhà máy hạt nhân, 3 binh sĩ bị bắt sống. NATO rạn nứt, Đức phản công Ba Lan bằng công hàm thời Đông Đức. Các bang của Mỹ ghi nhận nhiều trẻ em mắc bệnh đậu mùa khỉ. Thủ tướng Anh khuyên mua ấm nước mới để tiết kiệm năng lượng. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo tờ Vision Times, mới đây thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc với 21 triệu dân đã đột ngột bị phong tỏa do một số ca COVID-19 khiến người dân hỗn loạn. Theo thông báo của chính quyền, ngoài các siêu thị bán đồ ăn, đồ sinh hoạt, hiệu thuốc, cơ sở điều trị y tế, giao hàng tươi sống, giao hàng thương mại điện tử, các doanh nghiệp khác đều tạm dừng hoạt động. Những hàng rào ngay lập tức được thiết lập nhằm ngăn chặn người dân ra khỏi khu vực. Người dân địa phương cho rằng thông báo của chính quyền không sử dụng từ phong tỏa, nhưng về nguyên tắc, người dân sẽ không được ra khỏi nhà trừ trường hợp một lần trong ngày đi mua đồ và xét nghiệm acid nucleic. Trước thông báo phong tỏa thành phố đột ngột, nhiều thông tin cho thấy cư dân Thành Đô tranh nhau mua đồ ăn, tràn vào siêu thị để mua đồ dùng sinh hoạt, kệ hàng ở một số siêu thị đã trống trơn, nhiều khu chợ trở nên cực kỳ đông đúc và hỗn độn. Ngoài ra, trên mạng lan truyền một đoạn video người dân Thành Đô nhập viện nhưng lại bị bảo vệ từ chối cho vào vì không có giấy xét nghiệm âm tính trong 24 giờ như theo quy định của chính quyền. Người nhà tranh cãi với bảo vệ, kết quả bảo vệ ra tay xô ngã người bệnh ở trên xe, cuối cùng khiến người bệnh không qua khỏi. Truyền thông quốc tế đưa tin, mới đây tỷ giá đồng USD so với nhân dân tệ đã tăng gần 1.500 điểm và chạm mốc 6,91, con số cao nhất trong 2 năm qua. Về lý thuyết, đồng nhân dân tệ mất giá có lợi cho các công ty xuất khẩu của Trung Quốc. Nhưng thực tế nghịch lý đang xảy ra. Trong 2 năm trở lại đây, cùng với việc giá nguyên liệu hàng hóa liên tục tăng, giá vận chuyển và giá nhân công tăng cao, đơn hàng giảm mạnh nên các doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp rất nhiều khó khăn. Đồng thời, các công ty lớn nước ngoài lần lượt rút lui khỏi Trung Quốc, dòng vốn tiếp tục tháo chạy cũng khiến dự trữ ngoại hối đáng lo ngại. Ngoài ra, tình trạng thiếu điện nghiêm trọng ở một số địa phương do nhiệt độ cao và hạn hán đã khiến một loạt các nhà máy lớn ngừng hoạt động và nhiều loại hình dịch vụ phải tạm thời đóng cửa. Giới quan sát nhận định, Trung Quốc trong nhiều thập kỷ đã luôn thao túng tiền tệ, phá giá đồng nhân dân tệ để đảm bảo hàng hóa sản xuất ở Trung Quốc rẻ đến mức các quốc gia khác không thể cạnh tranh, nhờ đó thống trị xuất khẩu mang lại lượng lớn ngoại tệ về quốc gia. Nhưng chiêu bài này đã bị hoàn toàn vô hiệu khi hàng loạt những tác động bất lợi đến nền kinh tế xuất hiện và nằm ngoài khả năng kiểm soát của Bắc Kinh như dịch bệnh bùng phát, khủng hoảng ngân hàng và bất động sản.
cùng thiên tai xảy ra liên miên trên khắp cả nước. Truyền thông Campuchia đưa tin, Bộ Quốc phòng Trung Quốc mới đây tặng 150 ô tô hạng sang ở Đại Lục và thiết bị văn phòng cho Bộ Quốc phòng Campuchia. Đáp lại, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Thi Banh ca ngợi động thái hỗ trợ của Trung Quốc vì nó diễn ra vào thời điểm quan trọng trong bối cảnh Campuchia đang rất cần phát triển quan hệ quân sự đối ngoại. Ngoài ra, ông Thi Banh cho hay hai nước đang thảo luận về kế hoạch tập trận chung trong tương lai gần sẽ được tổ chức với quy mô chưa từng thấy và tổng hợp tất cả các binh chủng. Trong đó, phía Trung Quốc sẽ huấn luyện binh sĩ và cung cấp thiết bị sử dụng trong các cuộc tập trận. Trong tháng trước, sau khi trở về từ chuyến thăm Trung Quốc, Bộ trưởng Thi Banh tuyên bố nước này sẽ tiếp tục hiện đại hóa căn cứ hải quân RIM với sự giúp đỡ của Trung Quốc và chính phủ chưa thấy bất cứ lo ngại nào về chủ quyền của mình. Đồng thời, vị tướng này cũng cam kết căn cứ RIM sẽ không trở thành cơ sở có thể đe dọa bất cứ quốc gia nào, bất chấp nhiều lo ngại rằng hoạt động nâng cấp tại căn cứ phục vụ lợi ích cho cả Campuchia lẫn Bắc Kinh. Được biết, căn cứ hải quân RIM nằm ở Sihanoukville, khu vực đầy tai tiếng do nạn buôn người xuất hiện sau khi dự án vành đai con đường của Trung Quốc rót tiền vào đây để phát triển. Theo tờ Financial Times, các quốc gia EU đang thúc đẩy mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng dư thừa của Trung Quốc trong bối cảnh nguồn cung từ Nga dần cạn kiệt. Mặc dù Trung Quốc là quốc gia nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng lớn nhất thế giới, nước này đã bán lại lượng khí dư thừa trên thị trường quốc tế do nhu cầu trong nước thấp vì chính sách Zero Covid. Trong khi đó, EU đang phải vật lộn để đảm bảo nguồn cung năng lượng trước mùa đông sau khi Nga cắt giảm nguồn cung khí đốt và đã quyết định mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Trung Quốc trên thị trường giao ngay, thậm chí với mức giá đắt đỏ hơn. Tập đoàn kinh doanh khí đốt Zovo Group của Trung Quốc mới đây đã cho biết bán lại một lô hàng khí đốt tự nhiên hóa lỏng cho một khách hàng châu Âu. Tập đoàn lọc dầu lớn nhất Trung Quốc, Sinopec Group, cũng bán khí đốt dư thừa cho thị trường quốc tế. Nhìn chung, theo giới phân tích, lượng nhập khẩu khí đốt hóa lỏng của EU trong nửa đầu năm nay tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, EU có thể sẽ không mua được khí đốt của Trung Quốc khi các biện pháp phong tỏa COVID được dỡ bỏ, khiến nhu cầu năng lượng khổng lồ của nước này sẽ quay trở lại và sẽ không còn khí đốt dư thừa để bán. Tờ The Epoch Times đưa tin, chiến thuật nghi binh không hiếm gặp trên chiến trường Trung Quốc cổ đại này đã tái hiện tại chiến trường Ukraine. Quân đội Ukraine đã làm các mô hình hệ thống tên lửa bằng gỗ và thành công đánh lừa quân đội Nga, khiến cho Moscow tiêu tốn ít nhất 10 tên lửa hành trình tầm xa đắt đỏ. Cụ thể, hồi tháng 6 vừa qua, để đối phó với việc Nga xâm lược Ukraine, Mỹ đã cung cấp 16 tổ hợp pháo phản lực cơ động cao HIMARS cho Ukraine. Quân đội Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa này để tấn công các mục tiêu quân sự như sở chỉ huy và kho đạn của Nga. Trong bối cảnh hiện tại, Ukraine lại sử dụng mô hình pháo HIMARS bằng gỗ để nhử máy bay không người lái UAV Nga khai hỏa trên tên lửa hành trình tầm xa. Theo đó, quân đội Ukraine đã dụ đối phương phóng ít nhất 10 tên lửa hành trình Kalib để tấn công các mục tiêu giả. Một quan chức Ukraine cho biết máy bay không người lái UAV của Nga không thể phân biệt được đâu là mô hình HIMARS thật và đâu là mô hình HIMARS giả. Nên khi phát hiện ra các mô hình này, nó sẽ truyền vị trí của các mô hình cho các tàu hải quân Nga ở Biển Đen, như thể họ đã phát hiện ra mục tiêu và lập tức khai hỏa tấn công các mục tiêu giả. Được biết, kể từ khi chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ, quân đội Nga vẫn tuyên bố rằng họ đã phá hủy nhiều tên lửa do Mỹ sản xuất. Trong khi đó, một nhà ngoại giao Mỹ cho biết Nga tuyên bố đã phá hủy nhiều HIMARS hơn số lượng quân đội Mỹ giao cho Ukraine. Truyền thông Nga đưa tin, Moscow mới đây tuyên bố Kiev đã triển khai binh sĩ từ nhiều hướng trong nỗ lực nhằm giành lại quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở thành phố Enegoda, miền nam Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong đợt tiến quân đầu tiên, hai nhóm dư biệt với tổng cộng 60 binh sĩ Ukraine đã sử dụng 7 chiếc xuồng cao tốc để băng qua hồ chứa Kakhovka và tập kết ở địa điểm cách nhà máy khoảng 3 km về phía đông bắc vào sáng sớm. Nhóm quân Ukraine cố giành quyền kiểm soát nhà máy từ lực lượng Nga nhưng bị chặn lại. Quân đội Nga đã triển khai các máy bay trực thăng tấn công. Khoảng 1 giờ sau, quân đội Ukraine tiếp tục tiếp cận nhà máy từ phía tây thành phố Enegoda. Lực lượng Nga nhanh chóng tấn công và đánh chìm hai tàu thủy chở nhóm quân đổ bộ chiến thuật của Ukraine. Sau đó 2 giờ, pháo binh Ukraine nã đạn về phía một địa điểm ở gần Enegoda. Theo quan chức địa phương, 3 binh sĩ Ukraine tham gia chiến dịch trên đã bị bắt sống. Được biết, cả Nga và Ukraine đều cáo buộc lẫn nhau về việc tấn công nhà máy Zaporizhia, làm dấy lên lo ngại về một thảm họa hạt nhân tương tự thảm họa Chernobyl năm 1986. Trang AP đưa tin, Ba Lan đang khiến châu Âu bối rối khi dở lại lịch sử cuộc chiến tranh hơn 80 năm trước và yêu cầu Đức bồi thường 1.320 tỷ đô. Cụ thể, Phó Thủ tướng Ba Lan Jaroslaw Kaczynski, lãnh đạo Đảng Luật pháp và Công lý PIS cầm quyền, đưa ra con số trên tại một cuộc họp báo và cho biết sẽ đề nghị Đức bồi thường. Tuy nhiên, ông cho rằng để nhận được bồi thường sẽ là một quá trình lâu dài và khó khăn. Trước đó, kể từ khi lên nắm quyền năm 2015, đảng PIS đã nhiều lần nhắc lại vấn đề bồi thường thiệt hại trong chiến tranh, song Warsaw chưa chính thức đưa ra yêu cầu bồi thường. Trả lời về vấn đề trên, Bộ Ngoại giao Đức cho biết Ba Lan đã từ bỏ bồi thường cách đây rất lâu, vào năm 1953 và xác nhận điều đó nhiều lần.
Đây là một trong những nền tảng cơ bản của trật tự châu Âu ngày nay. Được biết, người Đức cho rằng chủ đề bồi thường chiến tranh đã được khép lại với tuyên bố năm 1953. Trong đó, Ba Lan từ bỏ bồi thường chiến tranh chống lại Đức. Chính phủ của cựu thủ tướng Ba Lan Marek Benka vào năm 2004 cũng xác nhận lập trường này. Tuy nhiên, vào năm 2019, trong một cuộc phỏng vấn với báo chí, thủ tướng Ba Lan Morawiecki lại cho rằng tuyên bố năm 1953 là một công hàm thỏa thuận giữa Ba Lan và Cộng hòa Dân chủ Đức mà các nhà chức trách hiện tại không công nhận. Hãng ABC đưa tin 11 bang và khu vực tại Mỹ vừa qua đã báo cáo các trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ ở trẻ em. Cụ thể, quan chức các bang tại Mỹ cho biết ít nhất 31 trẻ em nước này đã có kết quả xét nghiệm dương tính với đậu mùa khỉ. Trong đó, chỉ riêng bang Texas ghi nhận 9 trường hợp trẻ em mắc bệnh. Tháng trước, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC cảnh báo có bằng chứng sơ bộ cho thấy trẻ em dưới 8 tuổi có thể có diễn tiến bệnh nặng hơn nếu bị nhiễm bệnh đậu mùa khỉ. Được biết, trước đó, chuyên gia về bệnh đậu mùa khỉ của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tiến sĩ Rasmus Lewis cho biết 99% trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ là nam giới và ít nhất 95% trong số đó là nam giới có quan hệ đồng giới. Theo số liệu mới nhất của CDC, tính đến ngày 31 tháng 8, trên toàn nước Mỹ ghi nhận tổng cộng 18.989 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ. The Sky News đưa tin, Thủ tướng Anh sắp mãn nhiệm Boris Johnson mới đây đã đề nghị người dân nước này mua ấm nước mới để tiết kiệm điện. Cụ thể, một đoạn trong bài phát biểu cuối cùng trên cương vị Thủ tướng, ông Johnson cho rằng những chiếc ấm cũ sử dụng quá nhiều điện để đun sôi, vậy nên ông khuyến nghị nên thay thế chúng bằng cách mua những cái mới. Ông Johnson nói, nếu bạn mua một chiếc ấm đun nước mới, bạn sẽ tiết kiệm được 10 bảng mỗi năm cho hóa đơn tiền điện. Thủ tướng Anh sau đó đã vấp phải sự chỉ trích. Nhiều người cho rằng ý kiến này không phải cách cuộc khủng hoảng năng lượng được xử lý. Được biết, ông Johnson đưa ra lời khuyên tiết kiệm năng lượng trong bối cảnh chính phủ Anh đối mặt áp lực tăng hỗ trợ các hộ gia đình. Giá trần năng lượng tại Anh sẽ tăng khoảng 80% lên trung bình 4.197 USD từ tháng 10. Giá trần là số tiền tối đa mà các công ty năng lượng Anh có thể tính với các hộ gia đình. Trước đó, ông Johnson tuyên bố từ chức ngày 7 tháng 7 sau hàng loạt bê bối và đối mặt sự phản đối mạnh mẽ từ các thành viên trong đảng bảo thủ. Ông đang là thủ tướng tạm quyền trong thời gian đảng này chọn tân lãnh đạo, với hai ứng viên hàng đầu là bà Liz Truss và ông Rishi Sunak. Dự kiến kết quả cuối cùng sẽ được công bố ngày 5 tháng 9. Những nội dung vừa rồi đã khép lại phần tin tức của Hành trình tương lai. Sau đây xin mời quý vị đến với phần Nhân sinh cảm ngộ. Thưa quý vị, nhân phẩm và năng lực, cái nào quan trọng hơn? Người xưa có câu, đức giả, tài trí xuất dã. Dù là người thông minh, có khả năng, xuất thân tốt đến đâu, nhưng nếu không biết làm người, nhân phẩm rất kém cỏi, như vậy thì sự nghiệp vẫn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Vì vậy, trong cả chặng đường đời, trước hết chúng ta nhất định phải học cách làm người. Làm người như thế nào không chỉ phản ánh trí tuệ của một người mà còn phản ánh sự tu dưỡng của bản thân một người. Như cách cư xử với người khác, cách ăn mặc, đội mũ đều là biểu hiện của cách làm người. Làm người là nền tảng của công việc, chỉ có làm người tốt thì mới có thể làm việc tốt. Phẩm hạnh ưu khuyết quyết định thành bại, từ nhỏ đến lớn, đạo lý làm người quen thuộc. Tuy nhiên, phẩm tính ưu khuyết mỗi người khác nhau, kết quả làm việc cũng rất khác nhau. Mọi thất bại đều không phải ngẫu nhiên mà có. Tương tự như vậy, sự thành công của bất kỳ người thành công nào cũng đều có tính tất yếu. Một trong những yếu tố quan trọng nhất là làm thế nào để làm người. Nhân phẩm là nền tảng để thể hiện khả năng của một người, là nhãn hiệu phẩm chất quý hiếm trong xã hội ngày nay. Nhân phẩm và năng lực giống như tay trái và tay phải. Chỉ có năng lực mà không có nhân phẩm thì con người sẽ không hoàn thiện. Năng lực là một con dao hai lưỡi. Nếu nó nằm trong tay của những người có đạo đức cao quý, nó sẽ tạo ra vô số giá trị cho xã hội. Ngược lại, nếu nó nằm trong tay của những người có phẩm chất đạo đức thấp, nó có thể ràng buộc sự tiến bộ của tổ chức và xã hội. Nhân phẩm là chìa khóa quyết định sự thành công của một đơn vị. Có rất nhiều đơn vị có nhiều nhân tài cũng vẫn gặp phải động lực chưa đủ với sự thiếu động lực, xích mích nội bộ nghiêm trọng và thậm chí là bị đào thải thảm khốc. Nguyên nhân là do nhân phẩm của nhân viên đóng một vai trò quyết định, thiếu lòng trung thành, tận tâm, hợp tác của đội ngũ thường dễ bị mất phương hướng và sa vào những cuộc đấu tranh lục đục cùng những âm mưu. Nhiều đơn vị lãnh đạo đều nhận định người có năng lực đủ điều kiện không nhất thiết phải là thượng phẩm, mà người không đủ tiêu chuẩn nhân phẩm chính là vật nguy hiểm. Nếu một người có nhân phẩm không tốt, cho dù có tài năng lớn đến mấy cũng có thể mang đến thương tổn cho đội ngũ vào thời điểm mấu chốt. Hơn nữa, năng lực càng lớn, tổn thất sẽ càng lớn. Theo nghĩa này, nhân phẩm thực sự là chìa khóa vàng quyết định sự phát triển của toàn bộ tổ chức và một cá nhân. Cổ nhân nói, hậu đức tài vận, nếu con người có đức hạnh tốt thì sẽ không có bất cứ điều gì không thể chịu đựng được. Ngược lại, con người không có đại đức thì sẽ không cách nào thành tựu đại sự. Người xưa có câu, biển chứa trăm sông, hữu dung chính là đại. Một người phải có một trái tim bao dung để có thể bao dung với những điều không thể chịu đựng được trên đời. Trong làm việc theo nhóm, chúng ta nên học cách khoan dung với những người có quan điểm khác với mình, đặc biệt là những người có mâu thuẫn với chính mình. Khoan dung người khác thực sự là nới lỏng cho tâm trí của chính bạn. Nếu không, bạn sẽ chỉ gây áp lực cho tâm trí của chính mình và chính bạn sẽ là người phải chịu đựng.
để thừa nhận sự khác biệt giữa mọi người, nhìn vào điểm mạnh và điểm yếu của người khác, khoan dung những thiếu sót của người khác, nhìn người khác theo hai khía cạnh và học cách nhìn mọi người bằng sự cảm kích. Làm người phải lấy lòng thành thật làm gốc, thành thật là nền tảng của sự đứng đắn và là một loại phẩm chất tốt của con người. Người không chân thành không thể kết giao. Nếu bạn muốn trở thành một nhà lãnh đạo vĩ đại, bạn phải chân thành. Chỉ bằng cách trở thành một con người chân thành, bạn mới có thể giành được sự tôn trọng của người khác và một chỗ đứng vững chắc trong xã hội. Trên đời này, điều giá trị nhất là gì? Với người cầu danh lợi, tiền tài là quý giá, nhưng với người cầu phẩm hạnh, đạo đức lại là hơn. Với người bon chen tranh đấu, địa vị là trên hết, nhưng với người cầu yên bình, an phận lại là bến đỗ bình yên. Nhưng thiên nghĩ, vũ trụ luôn công bằng với tất cả chúng ta, ban cho toàn nhân loại một món quà vô giá, đó là sinh mệnh. Bởi vậy, hy vọng quý vị sẽ nhận ra thứ quý nhất mà mình đang có và trân trọng nó bằng cách luôn duy trì thiền niệm trong tâm. Để làm được như vậy thì tu tâm dưỡng tính theo phương pháp tu luyện chân, thiện, nhẫn sẽ mang những điều tốt đẹp đó đến với quý vị. Không chỉ vậy, năm bài công pháp đơn giản phù hợp với nhiều lứa tuổi nên rất nhiều người đã được lợi ích cải biến về sức khỏe, đạo đức thăng hoa và có nội tâm an hòa. Đường link hướng dẫn đọc sách luyện công miễn phí chúng tôi có gắn trên màn hình. Nếu quan tâm quý vị hãy truy cập nhé. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin của Hành Trình Tương Lai. Chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những tin tức cập nhật và hấp dẫn trong những số tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị.